Vâng, xin chào tất cả các cô chú và anh chị thì đã quay trở lại với channel của em trong buổi tối ngày hôm nay. Hiện bây giờ thì là 12 giờ đêm, em đang có mặt ở tại Gia Căn. Thì em cũng đã lặn lội chiếc xe này từ Hậu Giang và em đã bàn giao về cho một anh trai ở Gia Căn ha. Thì bây giờ là tụi em đã bàn giao xong cho anh trai trong buổi tối ngày hôm nay với chiếc Dagula Note này. Thì anh trai khi thấy em đưa chiếc xe này về cho anh thì có giống cái hình ảnh mà em đưa lên sóng không ạ? À đúng rồi, y như cái hình đưa lên sóng luôn rồi. Nói xe thì anh thì cứ sử dụng những cái gì, cái vỏ bánh hay thế nào thì anh cứ điện thoại cho em, hay là những cái gì lặt vặt thì anh cứ alo về bên em, tụi anh em thì em sẽ hỗ trợ tối đa. Nói chung là mấy ngày hôm nay thì anh em tụi em đi cũng rất là vất vả, anh cũng là người miền Tây anh biết. Okay. Từ Hậu Giang mà lên tới trên này thì nó qua bao nhiêu cái công đoạn, rất là xa, 300-400 cây số. Thì với một chiếc xe thì nước sơn bên ngoài thì anh thấy hình ảnh thì kéo cái nắp capo lên nhé. Thì hồi chiều anh em tụi em có ghé ngay chỗ Sài Gòn á, thì tụi em cũng có bảo trì lại cái dàn máy cho anh. Thì ở đây giờ em sẽ quay sơ lại cho anh. Cô Hiệp kéo cái này nhìn coi. Cái này thì chiều em có tẩy rửa máy cho anh rồi. Lúc mà dưới Hậu Giang thì em nó không có được đẹp như vậy đâu. Đây. Đây, kính thưa quý vị, anh chị cũng thấy ha. Máy thì anh thấy nó mới hơn lúc mà em quay đúng không? Và đây là anh trai anh tin tưởng full cọc cho em luôn, là đặt tiền cọc cho em một lần coi như là 30 triệu anh không có suy nghĩ. Đặt một lần là 30 triệu. Cái này bây giờ là cái bình nước nha anh nha. Anh chạy thì anh phải để ý nước nha. Nước thì mình đổ nước lạnh vô cũng được nha. Nước thì mình đổ tới đây thôi. Mình châm thêm tới đây thôi. Thì rồi bật cái quạt lên là nó phải quay nha. Quạt mà nó đứng là nó dễ bị đứt bê lắm nha. Còn đây là dầu thắng, dầu trợ lực. Trợ lực này thì nó không bao giờ nó hết đâu. Nó chỉ bị xì hoặc nó bể mấy cái phốt đó thì nó mới hết thôi. Còn đa số thì nó hao thì mình châm như cái này nó lâu lắm, xài nó lâu lắm. Trừ khi nó bể mấy cái phốt thì nó mới xì ra thôi. Này thì nhớt thì cái nhớt mùi ra ngoài càng ngoài cái cây xăng mua nó có 60-70 ngàn chai. Đây là dầu thắng. Đây là cái xe bô. Dầu thắng thì khi mà mình bị mất thắng là đa số là nó bị hết dầu. Nó hết dầu thắng. Hoặc là nó bị xì mấy cái ti này nè. Anh để ý cái ti nè. Đây là cái nhớt máy. Thì nhớt máy thì anh chạy anh làm bên cơ giới thì anh biết rồi đúng không? Nhớt này là anh thay cho anh luôn rồi nha. Nhớt mới luôn nha. Máy móc này nó ok rồi. Thì máy móc là bên em cũng đã, anh em tụi em cũng đã cố hết sức mình trên cung đường. Là tụi em cũng đã đưa về dưới Sài Gòn, tụi em cũng đã tẩy rửa cho anh trai rồi. Thì bây giờ tụi em sẽ bàn giao giấy tờ cho anh. Trong này thì nó khác mấy cái xe kia tí xíu thôi. Cái này quên chứ, chị ăn cái này lúc mới chạy không biết. Thằng này nó nghịch nha, số dê là móc ở đây nha. Dê nè, dê là anh nhớ nè, dê là anh móc lên. Anh ép qua, R thấy không? Là dê nha. Còn nếu anh không nấm cái này anh kéo lên á, anh để bình thường nó là số 1. Nhớ nha. Dê thì mình âm côn lên nha. Âm côn kéo này lên nha. Ép nè, là dê. Còn nếu mà anh để như vậy là số 1, số 2, số 3, số 4. Thì thay vì cái thằng mấy thằng xe thường kia là nó dê như vậy. Đúng không? Nó dê như vậy. Nhưng thằng này thì nó là lại số 4. Nó chỉ khác mỗi vậy thôi. Nhưng mà mình móc lên mình... Đây nè. Móc lên. Móc lên ép qua. Đẩy lên. Là dê. Và khi mà anh trẻ về lại là cái này nó sẽ rớt xuống. Còn nếu anh... Thì nó ná như nửa tự động rồi đó. Đúng rồi. Còn nếu mà anh mà không móc lên á. Thì anh để như vậy anh ép vô nó là số 1. Rồi cái này nó là cái kim xăng nè. Đây là cái kim nước nè. Anh thấy không? Cái kim nước đó, cái kim báo nhiệt mà nó chạy, ví dụ như nó mà lên quá, nó mà lên một quá một nửa thì mình phải kiểm tra nha. Còn xe thì em đã câu quạt trực tiếp cho anh rồi, thì chạy nó không có số nước đâu. Còn máy lạnh thì anh bật ở đây. Rồi, số 1, số 2, số 3. Rồi bấm chữ AC thì nó lên đây. Nhạc nhiếc thì nó khi mà dê thì anh nhìn cái màn hình kìa. Nè, kéo cho dê là nó sẽ có camera lùi cho anh. Đó khi anh vô đúng số dê là nó sẽ có camera rồi, mà anh vô nó không đúng là nó không có. Anh thấy không? Vô số dê đúng số dê là tự động nó chuyển qua camera lùi là gì. Ok chưa? Anh ấy tới chạy riết là quen mà. Đơn giản cái gì đâu. Đó, tắp bê tắp luôn. Thì cũng cảm ơn anh trai rất là nhiều ha. Anh trai khách hàng mà cọc một lần là 30 triệu đồng cho em luôn một chiếc xe. 30 triệu cọc mà không sợ bị mất cọc.
Thôi, chúc anh đi tốt trong bền, thì tụi em bây giờ tụi em sẽ tiến thẳng về lại ở bên Bình Dương. Rồi, cảm ơn anh trai rất nhiều nha. Rồi, dạ rồi. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau. Vâng, thì bây giờ anh em tụi em lại tiếp tục cuộc hành trình thẳng tiến về lại bầu bàng Bình Dương. Công vụ của tụi em vẫn đi vẫn là một chiếc mô xô xăng dòng nha quý anh chị ha. Đó, lặn lội mấy trăm cây số. Bây giờ là khuya, cũng bàn giao xong chiếc xe cho khách Daewoo Lanos lấy từ Hậu Giang đã về tới Gia Ranh, và bây giờ tụi em quanh đầu lại thì một hướng anh em, bây giờ là mỗi người đi một hướng nha quý anh chị. Em thì sẽ có mặt ở bầu bàng Bình Dương, dùng chiếc công vụ kia em đi bàn giao chiếc Kia Ceed5 cho khách hàng nha. Đây là lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em, thì cô chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Và cô chú anh chị nào yêu quý em khích lệ cái thần cho em một like ha. Cái đường này rất là xấu, nhưng hên cái em đi cái xe này thì nó cũng đèn rất sáng, sáng cực kỳ.